ở đây anh có một cái bộ bài như này. Bây giờ em hãy giúp anh cái đó, em kiểm tra rồi anh xem bộ bài này có bình thường không. Rồi bình thường đúng không? Em sao lại giúp anh đi. Ở đây có một cái tập giấy nha. Tập giấy hoàn toàn. Rồi ok. Bây giờ cái bộ bài là em xào lên. Chính xác không? Bây giờ ấy, anh sẽ xòe bộ bài như thế này. Em hãy giúp anh lựa dùng cho anh bất kỳ 12 lá bài nào mà em muốn. Đó, em cầm nó trên tay luôn cũng được. Bất kỳ 12 lá bài nào mà em muốn. Rồi, ok. Rồi, bây giờ anh sẽ thu bài là em có muốn thay đổi không? Thay đổi một lá nào khác nữa không? Không muốn đúng không? Đó, bây giờ anh muốn em nhìn thật kỹ 12 lá bài này. Chắc chắn là nó sẽ là bình thường. Và anh muốn em xào nó lên dùm anh luôn. Em xào lên dùm anh luôn. Đó. Trong lúc mà em xào lên ấy, thì anh sẽ ghi một cái lời tiên tri vào đây. Rồi, chờ một chút xíu. Là lời tiên tri cho nên là phải ghi thật là cẩn thận. Rồi. Rồi. Ok, rồi mình sẽ đặt nó xuống đây. Lời tiên tri đã tiên tri xong, anh sẽ úp nó xuống đây. Đồng ý không? Bây giờ anh muốn em chọn dùm anh 4 lá bài bất kỳ ở trong đây theo ý em muốn, hoặc em có thể để úp em tự lựa ra cũng được. Nó tùy em lựa theo ý em. Ok, rồi. Em có chắc chắn em muốn thay đổi không? Rồi ok, rồi mình sẽ đặt lại. Ok. Rồi. Bây giờ với 4 lá bài này anh muốn em cầm bộ bài. Và anh muốn em chia làm sao cho mỗi tụ nó đầy cho tới 10. Giả sử ví dụ như ở đây là con xì thì em sẽ chia nó từ 1, tức là em sẽ chia 2 3 4 5 6 cho tới 10. Còn 7 thì em sẽ chia là 8 9 10. Đó. Ok, em hiểu chứ? Em bắt đầu đi. Rồi, 9, 10, rồi, 8, 9, 10, 8, 9, rồi, ok, phần bài còn lại này. Rồi, tất cả những cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên đúng không? Đó, và em sẽ có một cái sự kết nối đặc biệt với lại 4 cái lá bài mà em vừa chọn này, em có tin không? Không, đúng không? Rồi, bây giờ em cộng giúp anh 4 lá bài này lại, xem chúng ta được tổng là bao nhiêu? 18. 18 đúng không? Rồi, thế sau khi mà em cộng tổng là 18 rồi, giờ anh muốn em chia, em bỏ từ trên xuống cho anh. Đó, tới cái lá thứ 18 thì em ngưng lại nhanh. Được chưa? Rồi, em lấy lá 18 nó ra luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và lá 18. Đó, và em đặt cái lá 18 nó ở đây. Đó. Thế là từ đầu đến cuối tất cả những cái sự lựa chọn này hoàn toàn là ngẫu nhiên đúng không? 4 lá bài này là 4 lá bài em chọn. Hoàn toàn là em tự chọn, em chọn đúng theo ý thích của em đúng không? Đó. Và bây giờ em mở cái lá 18 về lên dùm anh xem nó là lá gì? Lá 9 bích. Đúng rồi, 9 bích đúng không? Và em có tin là anh đã biết trước được là em sẽ chọn con 9 bích với cái sự ngẫu nhiên suốt từ dãy giờ không? Không. Không đúng không? Đó. Và cái lá 9 bích này ấy, thì anh cũng đã tiên tri đúng không?